Cách chọn dao cắt xì gà cho người không chuyên. Khác với những chiếc bật lửa, hộp quẹt xì gà, dao cắt xì gà có rất nhiều thiết kế hơn rất nhiều. Vì vậy mà cách chọn dao cắt xì gà phù hợp lại khó khăn hơn một chút. Mỗi kiểu dáng dao cắt lại đem lại cho chúng ta một sự thuận lợi và khó khăn nhất định. Hãy chọn lọc cho chính bản thân chúng ta một loại dao cắt phù hợp nhất. Video này, Ambe hướng dẫn bạn cách chọn dao cắt xì gà nhé. Cách chọn dao cắt xì gà chuẩn. Đầu tiên, khi chọn bất kỳ một mặt hàng nào, chúng ta cần chú ý đến thương hiệu của sản phẩm. Chọn được thương hiệu nổi tiếng đảm bảo chất lượng tốt nhất. Chỉ như thế chúng ta mới lựa chọn đến những dòng và kiểu dáng tốt hơn rất nhiều. Thương hiệu cao cấp sẽ đẳng cấp hơn. Tất nhiên, ở những dòng sản phẩm của các nước như Mỹ và châu Âu sẽ cao cấp và có giá thành đắt hơn. Người dùng sản phẩm thương hiệu cao cấp cũng sang trọng hơn. Nếu bạn có dư khả năng tài chính hoặc dự định mua làm quà tặng, hãy mua những sản phẩm của các thương hiệu cao cấp. Tuy nhiên, các sản phẩm đến từ Trung Quốc có các mẫu mã đẹp hơn, nhiều tính năng hơn, đặc biệt giá thành rất hợp lý. Cách chọn chất liệu của dao cắt xì gà. Phổ biến nhất có thể kể đến là kim loại và nhựa ABS. Các sản phẩm bằng kim loại có độ bền cao hơn, chịu được va đập mạnh, chịu mài mòn và áp lực lớn. Ngoài ra, các sản phẩm bằng kim loại bóng đẹp hơn, màu sắc bắt mắt hơn, gia công khó khăn và giá thành đầu vào cao, mà các sản phẩm này luôn có giá trị cao. Các sản phẩm bằng nhựa để giảm giá thành sản phẩm, vẫn đảm bảo được tính năng của sản phẩm. Các sản phẩm bằng nhựa thường được tạo ra và kết hợp với kim loại, đáp ứng nhu cầu sử dụng, tuy nhiên vẫn giữ được giá thành hợp lý. Các sản phẩm của Mỹ hay Trung Quốc cũng đều có sản phẩm bằng nhựa. Cách chọn kiểu dáng của dao cắt xì gà. Chúng ta có rất nhiều loại dao với các kiểu cắt khác nhau. Dao cắt khoan, đục, ưu điểm nhỏ gọn, không gây vỡ điếu. Nhược điểm là không cắt rời được xì gà khi hút nửa chừng. Lỗ có thể quá nhỏ khiến khó khăn trong việc hút. Dao cắt sử dụng hai ngón truyền thống. Ưu điểm là cắt dễ dàng tiện lợi, đa dụng. Dao cắt hình giọt nước có ưu điểm cắt dễ dàng tiện lợi, thiết kế đẹp, sang trọng. Nhược điểm giá thành cao. Dao cắt một mảnh nhỏ gọn, ưu điểm nhỏ gọn, nhược điểm hơi khó thao tác. Dao cắt dạng kéo, ưu điểm thao tác dễ dàng, tiện lợi, nhược điểm to cồng kềnh. Cách chọn dao cắt xì gà hoàn hảo cho bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn tham khảo được ưu nhược điểm của tất cả kiểu dáng hoặc chất liệu. Hãy lựa chọn cho mình dao cắt phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu của bạn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.